Yến ơi, mẹ có tin vui cho con. Cái gì vậy hả? Bỏ xuống, con không được ăn nữa. Trời ơi trời. Bỏ xuống đi chứ. Má, con bỏ xuống không? Trời ơi, bỏ xuống. Con là người chứ phải heo đâu, ăn gì dữ vậy? Bây giờ nó đang là người, ăn hết cái đống này nó thành heo đó. Bỏ xuống, nghe không? Mập thì mập, có sao đâu chứ. Từ ngày mà mẹ cắt thẻ của con á, con có làm được gì đâu. Bây giờ tao ăn mà mẹ cũng cản con nữa hả? Nè, nghe mẹ nói. Thời của con sắp tới rồi. Bắt đầu kể từ ngày mai con sẽ khá là bận rộn đó.